Tô Điền Sơn, hãy tỉnh lại tướng quân. Đây là đâu? Đây là nơi muôn hoa trầm mặc giữa cánh thâu, sao rơi lệ nghe nhạc tình sầu rên rỉ. Trời, công nương, nàng đến đây từ lúc nào? Tô tướng quân. Công nương, xin nàng để tôi giữ tròn lễ nghĩa. Tướng quân ơi, buổi gặp gỡ đầu tiên đã khiến cho tâm hồn em xao xuyến. Có phải chính chàng đã đứng nơi vườn thương quyến ngày xưa? Ta nhìn nhau đôi phút lãnh nhạt thờ ơ, tình thầm kín đã in sâu trong tâm khảm. Rồi suốt những đêm đông dài ám đam, em để hồn mơ về tận chốn xa trường. Trầm lặng bên tàn đắng, mơ theo mình bước quan sang, thương ai gian khổ trăm đường. Trước phân sồn thiệp ngỡ ngàng. Công nương ơi, thương làm chi cho bỡ ngỡ, nhớ làm chi cho tan vỡ mộng đẹp thoở ban đầu. Hãy xem như nước chảy qua cầu. Trời ơi, ông cay nghiệt làm sao, nàng yêu mà chẳng được yêu. Có phải tôi là cỏ cây hay sắt đá chi đâu? Chẳng qua tôi cũng đang mang số phận hẩm hiu của một kẻ bị phụ ước dòng thề. Từng đổ thu sang, em sẽ đào trong đáy huyệt tâm can để xem lại thi hài của khối tình tan vỡ. Chàng ơi, mái tóc này vì có bạc màu vì sương gió, nhưng hình bóng chàng có lật phai trong mỹ vạn cổ thành sầu. Dạ tướng quân, tướng quân ơi, dầu cho mùa xuân trở lại, nhưng chốn thâm cung từ đây sẽ tê tái mịt mờ. Từ biệt tướng quân. Công nương, xin nàng thứ lỗi cho tôi. Thái Phượng Liên con. Thưa cha, đa đêm có chuyện gì gấp rút mà cha đến gặp con? Chẳng những gấp rút mà lại là đại sự nữa con à. Cha giải chuyện gì mà báo là đại sự? Cha có một chuyện thù hận mà chỉ nhờ tay con mới mong rửa được thù. Con có thể giúp cha không? Nếu kẻ nào vô cớ ỷ quyền phạm đến danh dự cha, thì con sẽ làm cho hắn không còn như thế nữa. Chỉ có con mới có thể làm cho hắn rơi đầu, vì hắn là người thân cận của chúa thượng. Nhưng hắn là ai vậy cha? Còn ai nữa, chính hắn đã cắt đứt từng khúc ruột của cha sau khi hạ sát Thái Hữu Tùng anh con. Trời, Tô Điền Sơn. Phải, Tô Điền Sơn hắn là kẻ thù của gia đình ta. Nhưng lại là... Là gì? Là ân nhân của con. Đối với con, Tô Điền Sơn là người của cánh tay tàu. Lão Phượng Liên, nó không thể sánh với cha mày.
Nhưng hình ảnh Tô Điền Sơn con đã giữ kín trong tâm hồn, không đáp được ân, chẳng tròn lời thề ước, thì nỡ đâu Phương lại sanh lòng độc ác. Võ cho Phượng Liên nếu quả con chẳng giết Tô Điền Sơn, để cho cha mang hận không cùng, đâu phải cha buộc con làm điều chi trái với nghĩa nhân. Dầu cho nó là có công cứu mạng cũng không thể sánh bằng tội giết thái hữu tùng ngày xưa giữa buổi đầu xuân. Ngày nay bởi con mang nặng ân tình, đòi cho giờ chết cũng chẳng yên, ân người chưa trả được ân, đã vàng lỗi hẹn trăm năm, xin cha nghĩ lại thương dùm con dài. Tình hiếu của quân muốn cho yên phận, đừng khơi nguồn oán hận. Thái Phượng Liên, nếu con không giết Tô Điền Sơn thì... thì cha sẽ giết con. Không, cha từng tuổi này không mong gì rửa hận. Thế mà con từ chối ý muốn của cha, cha chỉ còn có chết cũng có thể làm vui lòng anh con chinh xuôi. Từ biệt con. Cha ơi cha, cha tha tội cho con. Con chỉ có cha là nguồn an vui. Nhưng con đã phản lại cha và anh con. Ngày nào cha còn gặp mặt Tô Điền Sơn ấy là ngày sống nhục. Cha ơi, cha phải sống. Tô Điền Sơn phải chết. Tô Điền Sơn phải chết. Nhưng thưa cha, Tô Điền Sơn phải chết. Con chỉ cần tâu với chúa thượng rằng Tô Điền Sơn vì yêu con không được mà sanh sự giết thái hữu tùng. Mười mấy ngày trước đây con ngất đi trong giường thượng quyển là vì thấy mặt hắn. Nếu chúa thượng không từ hắn gấp, ắt có loạn tại triều. Thái Phụ Liên, con nghe rõ chưa? Thưa cha, con đã nghe rồi. Tốt lắm, tốt lắm. Đây là thanh kiếm gia truyền từ của cha sanh ra. Thân tộc ta đã góp từng cục thép để đúc thành. Nó là sanh mạng của cha, con hãy cầm lấy nó. Cầm lấy nó tức là con cầm lấy sanh mạng của cha đó. Phụ Liên, con hiểu chưa? Thưa cha, con hiểu. Thôi tốt lắm, thôi cha cứu con cha về ha. Cha! Cha! Cha ơi, tim con chưa lặng vô, cha còn gây tim bảo tu làm gì? Trời ơi, giết Tô Điền Sơn là điều tủi hổ cho lương tâm ai biết tốt chữ ân tình. Đến mạng khắc khe đã chia cắt chúng mình, con xin hẹn làm cây liền cành trong kiếp khác. Cha, cha ơi, mấy lại này con xin đền đáp ơn sanh thành dưỡng dục bấy lâu nay. Thành gươm của cha không phải để giết người, nhưng danh để thâu ngắn cuộc đời của đứa con đau khổ. Từ giả cha, thần tiếp xin giả từ tình thương tôn lăng. Thái Phượng Liên ơi, đừng xuống để cho nở đời gian dở, vì khổ đau đâu chỉ có riêng. Bởi nơi duyên kiếp bé bàng, nàng đã can đảm sống cạnh thân, thì hãy hưởng cho biết lạc thú cung son. Sống thời gian sẽ đưa nàng đến chốn thành thời sau hồi báo tôn. Tôi tin rằng khổ đau chỉ đến với nàng trong chốc lát, mà mãi mãi sẽ là tình thắm duyên nồng.
chàng đừng đem những lời mai mía mà thó mà cho xót xa đau khổ một tâm hồn. Nếu chàng tự cho mình là con nhà gió tương, ôi ai có biết đâu vì ân vì oán càng nhớ quán lại càng yêu, chờ đợi bao chiều nặng tan trên triền núi, nhớ thương ngọn cổng dẫu thưa lắng đếm từng hạt mưa, mong ngày trời quang mây tành cho qua cơn cô quạnh khi đôi bóng mi bên rèm. Nàng kể lễ làm gì chuyện ngày xưa, bây giờ nàng đã nghiễm nhiên là hoàng hậu, thì thanh kim cô và chiếc áo này tôi xin trả lại cho Phượng Liên. Tình nghĩa đã chẳng còn thì vẫn xưa không nên giữ. Tô Điền Sơn, Tô Điền Sơn ơi, nếu chàng là một người dân biết quay quân vương là trong, một người con thân hiểu về mẹ cha, thì chàng sẽ cảm thấy tình cảnh của Phượng Liên đáng cứ thang là kinh miệt. Nơi hoàng cung rối phấn loạn, kề cận quân vương nghe con tim nguyền rủa mà ngày đêm méo cả tâm hồn. Giờ trước mặt Tô Điềm Sơn, Phượng Liên là một kẻ vô tình, nhưng riêng lòng này tình cố vẫn đầy như xưa. Hoàng hậu đừng khóc nữa, chần chờ tôi càng thêm lỗi đảo chua tôi. Tô Điệt Sơn, em đã khổ nhiều rồi, có một tâm hồn khác hẳn phải đau khổ nhiều hơn. Nếu ai cũng vì bổn phận thì sợi dây chung thủy ràng buộc giữa hai con tim có mà chi. Nàng hãy gấp trao lại thanh kim cho tôi. Không, tôi sẽ chết vì trong cõi chết tôi mới có thể tìm lại được nguồn im dịu cho tâm hồn. Tô Điền Sơn, chàng hãy cầm lấy thanh kim này mà giết chết em đi. Nơi cửa Phật bàn tay đẫm máu, chuyện ngẫu nhiên có sợi tơ tình, giết Hổ Tùng trong trận kim đầu xuân, tìm danh vọng gây bao nhiêu tội lỗi. Sư phụ ơi, ngày nay con vừa kịp hối, trần ai này là một thế giới đau thương, lòng thế nhân phản trắc khó đo lường, lời hẹn ước như sương mờ gió thoảng. Nàng bội phản hay là ta sắp phản? Phượng Liên kìa, Tổ Khánh, vì cỡ nào giữa đêm khuya lại vào chốn cấm cung, nơi dành riêng cho vua hoàng hậu và phi tần. Còn hoàng hậu tại vì sao khanh khóc? Muôn đâu ngày xưa Điền Sơn ở Lạc Mai Thôn và đem lòng yêu thái Phượng Liên. Yêu thái Phượng Liên có đúng vậy không hoàng hậu? Dạ đúng, nhưng Phượng Liên lại chẳng yêu Điền Sơn, vì vậy hắn mới sinh sự giết chết Hữu Tùng, giờ lại ý công toan dở trò vô lễ chốn cấm cung. Hoàng hậu, có đúng như lời quốc thượng vừa tội với Cẩm không? Dạ. Dạ đúng. Phải Tô Điền Sơn muốn bức hiếp hoàng hậu không? Muôn tâu thanh thường, hay cho Tô Điền Sơn trọng đại ngươi như là tình huynh đệ, thế mà ngươi lại lợi dụng lòng tình yêu của Trẫm để làm điều sằn bậy nơi cung cấm. Thanh thượng, quân pháp bất dĩ thân, tội của ngươi Trẫm sẽ cho xử trảm để làm gương. Chúa thượng, hoàng huynh, xin hoàng huynh nguôi cơn thịnh nộ, Tô tướng quân có tội tình gì mà phải chịu rơi đầu? Tội tình gì? Hoàng hậu tâu với ta là hắn giở trò cưỡng bức. Cưỡng bức hoàng hậu? Trời, Tô Điền Sơn, trong khi còn người yêu mi tha thiết thì mi lại từ chối một cách tàn nhẫn không chút xót thương, để mi đi thầm lén nài xin và toán cướp mối tình của người khác.
Tao quý chủ ngươi là người trai khí phách, nào ngờ mi lại là tên hèn mạt nhất trên đời. Tô Điền Sơn, hãy tự sát ngay đi. Hãy tự sát đi. Tự sát tức là ta nhận mình hèn mạt. Hãy nguyền rủa nữa đi những người đã từng nói lời tha thiết. Tất cả những lời kia đều phát ra một cõi lòng. Không bất thị sắc, sắc bất thị không. Ai nói thị chúng tức là người phản trắc. Ai chịu nhẫn nhục là cao cả nhất trên đời. Thị vệ, truyền hạ ngục Tô Điền Sơn đứng canh năm thi hành án trảm. Chúa thượng quan đã hoàng huynh. Y lệnh. Tội thần kinh chúc thanh thượng và hoàng hậu muôn tội. Tô Khanh, trước giờ nhắm mắt thỉnh có trăn trối điều gì không? Đội ơn thanh thượng, tội thần không cha mẹ, không họ hàng thân thích, có trăn trối cũng chẳng gợi gâm được gì. Tội thần nghĩ rằng những điều nên nói phải đem xuông ba thước đất mình nói mình nghe. Được, được lắm. Hoàng hậu, Khanh hãy rộng lòng như Trẫm đã rộng lòng, bước lại thăm hỏi hắn vài câu. Khanh sợ cảnh đầu rơi máu đổ à? Tô Điền Sơn, hồi chiến thứ ba sẽ làm sáng tỏ sự công bằng của trời đất. Giám sát quân vâng mạng. Ô kìa, thái phượng liên con. Kìa hoàng hậu, ngừng tại đao phủ thủ. Hoàng hậu, tại sao hoàng hậu lại có hành động lạ lùng như thế? Ở đâu Khanh có lưỡi kim này? Tại sao trên đốc kim kia lại có khắc ba chữ Tô Điền Sơn? Xin thánh thượng tha tội cho thần thiếp. Tại sao Khanh có thanh đoạn kim của Tô Điền Sơn? Và vì lẽ gì Khanh toan tự sát? Vì thần thiếp có tội đáng chết. Khanh nói sao? Khanh có tội tình gì? Tội vu cáo cho Tô Điền Sơn. Tâu thanh thượng, Tô Điền Sơn vô tội. Tô Điền Sơn vô tội. Phượng Liên, Khanh còn nhớ đêm hôm chứ? Bởi nguyên cơ nào mà Tô Điền Sơn lại lân tiên nơi cung cấm giữa đêm khuya? Dạ cuối lại thanh quân. Ấy bởi vì trước kia khi tiếp thần còn ở lạc mai thôn đã nặng lời ước hẹn với Tô Điền Sơn, chờ đợi ngày chàng toái bước công danh. Trời ơi, vậy mà Trẫm đã gây đau khổ cho đôi lòng, lại còn há lĩnh thần. Lệnh vua là trong thiết phi thần đâu dám bài phân, nặng nợ ân tình còn mang nặng nợ con dân. Tô Khanh, sự thật thế nào? Muốn tâu, đó là quá khứ, là cơn ác mộng quốc trượng. Hãy nói hết sự thật cho Trẫm nghe. Muôn tâu, sự thật là Tô Điền Sơn giết chết thái hữu Tùng, con trai của thần. Rồi Khanh dùng quyền giá bắt buộc thái phượng liên vu cáo Tô Điền Sơn trả thù, phải vậy không? Dạ, dạ phải. Trời, Tô Hiền Khanh, ta cướp vợ người mà ta cho rằng người đoạt vợ. Trước kia ta đã làm cho chim nó lìa đôi, ngày nay cũng chính ta làm cho con người lẻ bàng. Tô Điền Sơn nín lặng, thái phượng liên không nói nên lời. Ai là vua, ai là tôi? Tất cả nơi đây đều là những người biết yêu, biết sống, biết trọn lời chúng thuê.
Tô Điền Sơn ơi, trẫm quá là một vị quân vương kém trí, còn Hiền Khanh mới là đáng quý hơn. Trẫm đã mang danh là một đấng con trời, mà việc đến thế này trẫm mới hiểu tại sao Khanh như tình như sai. Còn hoàng hậu sau khi ngất đi, sắc thâm nhuộm vẻ ai biên. Giữa khi trầm cứ mãi mây say vui về với mối duyên nồng, Khanh như đã nói muôn lần, pháp trường là đây, chỉ trong một khắc một giây hai mạng người phải mất, nhưng người đang chết lẽ ra là một kẻ u tối như ta. May mà hồi chuông thứ ba chưa chấm dứt để kết thúc một Thái Phượng Liên vì hiếu quân tình, còn Tô Điền Sơn vì đạo quân thần mà tái tê câm lặng. Dù rằng khúc đàn xưa vẫn còn vang lời nhạc cổ, nhưng trẫm đã vô tình xé lộn đường ta. Quốc trưởng, yeah. Người thấy chăng ai gây ra thảm cảnh này? Muôn tâu hạ thần cam chịu chết. Tô Điền Sơn Khanh nghĩ thế nào? Muôn tâu, thần vẫn là kẻ tôi thần trung tín, trọn đời kinh yêu thanh thượng và hoàng hậu như mẹ như cha. Trẫm hối hận quá, cũng may là đất nước chưa mất một nhân tài. Thị vệ, dạ. Áo mạo cân đai cho Tô tướng quân. Khanh là thầy học, là ân nhân của trẫm, là cột trụ của nước nhà. Hoàng hậu ba quan hồi xe giá. Tô Điền Sơn dừng tay lại. Tướng quân, trời, tướng quân đã cắt tóc à? Tôi xin trả áo mão cân đai này lại cho triều đình. Tô Điền Sơn, chàng trả lại áo bào nào khác mảnh khăn ta? Tô Điền Sơn. Cổng chùa xưa, cổng chùa xưa, tháng năm trầm mặc gió mưa dài dầu, bình minh đỏ rực qua đào, gió đêm qua rắc lối vào thiền môn. Sư đệ, huynh đã trở về đây. Mô Phật Tô Hiền huynh. Sư đệ, thầy ta đâu rồi? Mô Phật, thầy đã liễu đạo cách nay hơn một tháng. Sư phụ đã mất. Mô Phật, người đã mất rồi tới đệ, tới huynh và tới mọi chung sanh. Sư huynh thấy không, có nghĩa gì đâu một kiếp nhân sinh, thân bào ảnh hữu sanh thì hữu diệt. Đệ ơi, anh đã gây nhiều oan nghiệt, hồn hoang mang chưa biết hướng về đâu. Chỉ có giọt nước cành dương và đạo lý nhiệm màu mới giải thoát những tâm hồn mê mùi. Sư huynh
huynh ơi, sau những giây phút đắm mình trong tôi lôi, nếu muốn trục nhẹ gánh quan thiên hầu, xa lánh cõi nhân gian gặp gần u tôi, thì chỉ có tiếng kể lời kinh mới an ủi một linh. Mãi buông ba trong dòng phương tòa, nhưng rốt cuộc rồi tay trắng dần hoàng không, sâu xe nhau vì miếng đỉnh chung, chém giết nhau bởi đường danh lời. Khi tự biết chân trồn gối mỏi, thì mái tóc xanh đã lấm tấm phai màu. Đệ ơi, những lời của đệ đã làm cho anh tình mộng, cũng như giữa mê đồ bóng rạng anh tiêu dương. Sư huynh ơi, đây chiếc áo nâu sòng từ thuở xa xưa, ngày sư huynh còn là một tăng lỡ kép mình trong ngũ giới, ngài ra tận rừng sâu kim củi, đêm quỳ bên tam bảo nghe kinh. Thế mà nơi cửa thiền bỗng nổi dậy cuồng phong, thiền bát nhã bị lưỡng sông đời xô đầy. Hồn trong trăng đã ố quen cát bụi, sao bao phen lặng lóc giữa ao. Sư huynh hãy vào đây quỳ trước đấng Như Lai, bởi cửa Bồ Tát vẫn luôn luôn rộng mở. Tháng năm giữa buổi nâu sòng, xa lánh bụi hồng qua tiếng kể lời kinh. Tô Điền Sơn, quan khép cửa chùa, em đi tìm anh đây Tô Điền Sơn. Thầy Phượng Liên, đây là cửa Phật, không phải chung cho nàng nói chuyện nở duyên. Mấy chùa này là nơi chứng kiến một mối tình xảy ra và chấm dứt kể như là cao đẹp khi hoa đào nở. Tô Điền Sơn, Tô Điền Sơn. Thầy Phượng Liên, đã hết rồi chỉ thế thôi. Cửa chùa đã khép kín rồi, nàng về xây lại cuộc đời dở dên. Quên đi cánh bướm bên đàn, cho tôi trọn nghĩa cho nàng trọn trinh.